Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hi-Tech Channel nha. Thì tiếp tục về cái hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn á làm thế nào để mà đổi cái mật khẩu Wi-Fi á của dòng modem cáp quang Viettel H. Dòng này dòng gì ta? Đây, dòng modem cáp quang Viettel F606 nha các bạn. Việc mà các bạn đang xài mạng Viettel mà xài dòng modem này không biết đổi mật khẩu như thế nào á thì cứ coi clip 1 phút 30 giây là sẽ làm được ngay. Đó, đầu tiên là trên giao diện điện thoại các bạn nè, các bạn nhấn vào mục cài đặt nha. Sau đó chọn cái mạng Wi-Fi do cái modem Viettel này phát ra. Thì cái mạng Wi-Fi ở đây của mình là Hi-Tech Channel nha các bạn. Mình lấy tên kênh của mình luôn. Bạn nào xem nhớ like và chia sẻ kênh nha. Rồi, kết nối thành công nha các bạn. Kế đến là các bạn mở vào một cái trình duyệt web bất kỳ. Ở đây mình xài iPhone nên mình mở Safari nha. Gõ địa chỉ IP là 192.168.1.1. Go. Chưa kết nối nha các bạn. À, mình thiếu dấu chấm. Cái xài một tay thì bấm không được. Rồi, vô giao diện Viettel đăng nhập nè các bạn. Các bạn nhập username là admin nha, còn password. Password của nó là ZTEGCB0CA48D. ZT phải viết hoài nha các bạn. EGCB0CA48D. Đúng nó thuộc luôn các bạn ơi. Nhìn một lần là nhớ mật khẩu nha. Đây, trong giao diện cài đặt nè. Bạn thấy cái phần quay qua setting nè. Nó đang để tên, đang nghe tên của mạng mình nè. Mình thì không có cần đổi tên. Mình chỉ đổi mật khẩu thôi. Do đó trong cái phần password mình sẽ chỉnh lại nha. 8765 4321. Rồi, chấm xong. Sau đó đừng ấn nút reboot nha các bạn. Reboot là khởi động lại nha. Ấn nút submit á. Submit nằm dưới cuối màn hình nè. Đó. Sau khi các bạn submit xong á thì các bạn sẽ mất kết nối với cái mạng wifi của Viettel này và thiết bị này nó sẽ khởi động lại để nó nhận cái mật khẩu mới. Thì chúng ta sẽ quay lại giao diện màn hình nè, chúng ta vào mục cài đặt. Thấy không? Mất cái mạng wifi rồi nè. Các bạn đừng có nhấp vô liền nha, tại vì nó vừa mới đổi wifi á thì nó cũng không nhận được liền đâu. Mình có kinh nghiệm mà, dòng này ít nhất là 1 phút nó mới khởi động lại mật khẩu xong, thấy không? Nhập vô nó không có chạy đâu. Nó chỉ xoay 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 thôi. Nó quên mạng này đi. Rồi nó nhanh. Đó, sau khi quên mạng này xong các bạn bấm kết nối lại nè. Đó. Bạn bấm vào 8765 4321. Rồi các bạn bấm kết nối nha. Rồi, vậy là xong rồi đó các bạn. Các bạn vừa thay đổi xong á cái mật khẩu Wi-Fi của modem Viettel F606 nha các bạn. Dòng này là dòng F606 nha. Của Viettel nha. Bạn nào chưa có dòng này á mà muốn cài đặt cấu hình thử á thì cứ comment ở dưới á. Mình sẽ ship hàng cho một bạn nào may mắn nhất nha. Rồi, các bạn nhớ like và đăng ký kênh giùm mình nha. Đón xem các video clip tiếp theo của mình. Chào tạm biệt các bạn.